Chương 1: Vụ bắt cóc thần bí. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Đinh linh linh, linh linh linh, tiếng chuông tan học đang gieo vui tai là một sự giải thoát đối với quách Tiễn Ni tôi, vừa mới tải được phần mềm game di động mới nhất. Cuối cùng có thể chơi thoải mái rồi. Làm ra vẻ ngoan ngoãn với bà cô mặt tròn như cái bánh bao suốt 50 phút, mặt của tôi cũng muốn tê cứng luôn rồi. Mũ đành chịu thôi, ai bảo tôi quyết định làm một nữ sinh lặng lẽ bình thường trong cuộc sống học sinh cấp 3 mới bắt đầu này làm chi? Ôi thật là nhớ nhung những cảnh tượng họ anh tráng thời cấp 2 quá lúc học ở trung học Đông Nguyên à và cả Tịnh Mỹ, là thần tượng của biết bao nữ sinh đấy, gạch dưới. Cô là Quách Tiễn Ni? bỗng dưng trong huyện náo vang lên một giọng nói lạnh băng tựa hồ phát ra từ tủ lạnh mà hình như giọng nói này đang chĩa vào tôi, khiến tôi bất giác hoài nghi thính giác của mình có vấn đề. Khi cầm của tôi ngách lên vừa đủ để nhìn thấy khuôn mặt của người cất lên giọng nói đó, đột ngột tôi cảm thấy giống như có thứ gì đó chèn cứng lại, không thể nhúc nhích. O gạch dưới o mũ đầu óc tôi bắt đầu quay vòng vòng, quay vòng, phải dùng từ gì để hình dung gương mặt này nhỉ? đẹp kinh hoàng, chính xác là đẹp kinh hoàng. Gương mặt trắng trẻo, toát lên vẻ đẹp lạnh lẽo góc cạnh, mắt đen nhánh sâu thẳm, mà mỗi cái chớp mắt như có làn song nhấn chìm người đối diện, hàng lông mày rậm, sống mũi thẳng, nét môi họ ẩn mỹ. Toát lên vẻ cao quý và tao nhã. Đây, đâu đâu có giống người, mà là bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích mới phải sao o gạch dưới o 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 sao a gạch dưới o mũ oa anh ấy đẹp trai quá a gạch dưới o mũ đúng là đẹp chết người lạnh kinh người a gạch dưới o mũ giống nguyên bân a gạch dưới o mũ sai bét đẹp trai hơn nguyên bân nhiều Đám mê trai trong lớp đã bắt đầu sầm xì si bàn tán về cậu ta, còn có rất nhiều người bắt đầu cầm di động và lên bắt đầu chụp ảnh cậu ta điên cuồng, vừa chụp vừa la hét, đầu óc tôi vẫn cho ăn váng. Chưa thể tỉnh táo lại, gạch dưới cô là Quách Tiễn Ni, Bạch Mã hoàng tử trong truyện cổ tích lặp lại câu hỏi lần thứ hai với vẻ mặt không chút biểu cảm, có vẻ trình độ quốc văn cũng không hơn tôi là bao. Bạn ấy chính là Quách Tiễn Ni sao dấu lớn ua theo tiếng kêu gào của đám mê trai đó, tôi phát hiện mình đã rời khỏi mặt đất cái tên mà ban nãy vẫn được tôi xưng tụng là bạch mã hoàng tử trong cổ tích ấy. Lúc này đang hung hăng kéo một cánh tay tôi, lôi tôi ra khỏi chỗ ngồi. Dấu lớn ô à, trồi quét nhà, trồi quét nhà, tôi bị làm sao thế này, lại còn so sánh mình với cây trồi quét nhà, chết tiệt, sức mạnh của hắn sao mà lớn thế, sự chống cự của tôi chỉ đổi bằng việc hắn nắm lấy cánh tay tôi càng chặt hơn càng chặt hơn, dấu lớn ô giờ tôi mới biết thế nào là bi ai. Cho đến khi đầu của tôi bị nhét vào một chiếc xe đua hào nhỏ ăn đến độ tôi không thể biết nổi tên của nó, tôi, quách tiễn ni. Đã bị một tên đẹp trai như thể không phải là người bắt cóc đi một cách kỳ lạ như vậy, muốn lôi tôi đi đâu đây? T gạch dưới T, chương 2 bạn trai thứ 99 của tôi. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Chiếc xe chạy như bay trên đường, gió tạt ngang tai tôi vù vù, cái tên chết tiệt kia lái xe nhanh như muốn tự sát ấy. Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? Nhà tôi không có tiền đâu, tương đương tương đương, khi thở đều đặn rồi, tôi bắt đầu hỏi thẳng hắn ta, không có phản ứng. Gạch dưới, anh bị câm hả? Nói đi chứ xem ra khí thế vẫn chưa đủ, anh có biết tôi là ai không hả? Tôi là Quách Tiễn Ni đấy. Tương đương tương đương dấu lớn u dấu bé cô muốn chết hả? Cuối cùng hắn đã có phản ứng. Hắn tóm lấy tôi ném về chỗ ngồi, cố gắng quay vô lăng, vật lộn mãi một lúc sau, tạ trời đất, chiếc xe cuối cùng đã ổn định nhưng cũng đã ngừng lại. Bệnh viện ái nhân, anh đưa tôi đến bệnh viện làm quái gì thế? anh, tôi vẫn chưa nói hết, lại bị biến thành cây trổi quét nhà, tôi thề. Cả đời tôi không bao giờ đụng đến cây trổi nữa. P, dấu lớn o gạch dưới gạch dưới dấu bé tiễn đi, là giọng của Tú Chiết, cái tên này ngủ cũng không yên giấc, cái đầu quấn lấy băng trắng của hắn, không ngừng lắc trái lắc phải trên gối, mồ hôi từng giọt chậm chậm lăn ra khỏi giải băng. chương 3, sóng gió bệnh viện, nghe chọn bộ tại mê audio com không hiểu vì sao tôi lại chạy đến bên giường nắm tay hắn ta gạch dưới cậu ta suốt ngày gọi tên cô dù là lúc đang uống rượu đánh nhau hay là khi hôn mê trên giường như bây giờ thật khâm phục cái tên lạnh lùng vẫn có thể mặt không cảm xúc thản nhiên điềm tĩnh đứng bên cạnh giải thích như thế cậu ấy bị thương không nặng lắm chứ tôi hỏi lần này còn tạm chỉ bị toác đầu cái gì mà lần này còn tạm anh còn mong có lần sau à tương đương tương đương tôi lườm hắn một cái do cô tạo ra đấy tên này hắn tưởng hắn là ai dám định tội tôi thế à nên cô phải chịu trách nhiệm tiếp tục chăm sóc cậu ấy cái cái gì anh nói gì vậy có nhầm không thế có phải tôi nghe lộn không cô phải chịu trách nhiệm gạch dưới hắn ta nói với vẻ rất trịnh trọng như thể đây là trách nhiệm mà tôi không thể rũ bỏ được vậy dấu lớn gạch dưới cô không có lựa chọn tôi có thể nhìn ra ham muốn nhào tới bóp cổ tôi mà tên này đang cố kiềm chế không đồng ý không đồng ý tôi không chịu đâu tôi vừa gào lên với hắn vừa cuống cuồng lao ra mở cửa chạy ra ngoài trời ơi cái tên đáng sợ này vẫn đuổi kịp tiếng bước chân mỗi lúc một gần nhìn thấy phía trước có hai cô y tá, mang những dụng cụ thuốc men đến, tôi túm lấy họ đẩy mạnh về phía tên khốn kia, ngay sau đó là tiếng người và tiếng đổ vỡ lò ăn soảng rất kinh hãi. Tương đương mũ o mũ tương đương ha ha, trông như một chiến trường rồi, cái tên chết tiệt, đi chết đi. Tôi đứng ở phía xa xa nhảy nhót làm mặt hề với cái tên đang bị cô y tá đè đến mức không bò dậy nổi, phẫn nộ dơ nắm đấm và làm động tác đạp mấy cái về phía hắn sau đó cười ha ha chạy ra khỏi bệnh viện. Dám không biết trời cao đất dày đấu với thợ săn ác quỷ ta đây hả? Hừ tương đương tương đương tương đương. Muốn chết à, cảm giác thắng lợi thật sảng khoái thật sự rất sảng khoái, tương đương mũ. Mũ, đến đây, đến đây, có bản lĩnh thì đuổi theo tôi đi. Đến buổi tối ngủ nằm mơ, tôi vẫn còn dương dương đắc ý làm mặt hề với tên ấy. chương 4, tôi rút được kim thuần hy. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Sáng hôm sau, tôi dường đôi mắt gấu trúc trèo lên xe buýt, suốt đạo ẩn đường ngáp đa y ngáp ngắn, ôm lấy cây cột trên xe buýt làm gối, đầu mơ mà ngủ thiếp đi. Chắc chú tài xế không đến nỗi đưa thẳng tôi đến sở thú chứ. A à, gạch dưới âu âu gạch dưới âu âu gạch dưới o ôi trao tương đương, sau lưng bỗng thỏ ra một bàn tay vỗ lên vai tôi, làm tôi giật mình kêu lên một tiếng khiến người trên xe đều trợn mắt nhìn, tôi họ ân to ân tỉnh hẳn. Thấy cái người gây họa ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt thú vị, trương tịnh Mỹ. Sao cậu lại đứng sau lưng tớ thế hả? Định dọa tớ à, tương đương tương đương, lửa giận của tôi bốc lên bừng bừng. Kim Thuần Hy Hả tương đương cái gì? Cậu nói gì thế, Tịnh Mỹ nói chuyện luôn khiến tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Cái tên bắt cóc cậu hôm qua tên là Kim Thuần Hy. Kim Thuần Hy, nữ sinh trên xe hình như đều nhạy cảm quá mức với cái tên này, ánh mắt dồn hết lên người tôi và Tịnh Mỹ, gì, gì thế? Sao cậu lại biết được? a à, gạch dưới âu âu gạch dưới âu âu gạch, gạch dưới o, hoàng tử vàng của trường cấp 3 Sâm Vĩnh, có chỉ số IQ siêu cao, vẻ ngoài siêu đẹp trai, lạnh lùng với mọi người, làm việc quả đó ân, có một gia thế cực kỳ hùng hậu. Thành tích luôn đứng đầu bảng, đến nay chưa có bạn gái, người bạn duy nhất tên là Lý Tú chết bị cậu làm tổn thương đấy. Thì ra là thế, có điều làm gì khoa trương như cậu nói. Tôi phản bác lại Tịnh Mỹ dù sao tôi cũng chẳng có chút ấn tượng tốt nào với cậu ta, cho dù ừ thì cậu ta cũng đẹp trai quá mức, cho dù cậu ta cực kỳ lạnh lùng đến nỗi hơi biến thái, ai kêu cao thì tôi không nhìn ra. Ngoài việc lườm nguyết và nói những câu không cần dấu chấm câu, con nhỏ kia, mày nói gì thế? Dám xem thường thuần hy của bọn này à, tương đương tương đương thảm rồi, một câu của tôi đã dẫn đến sự công phẫn của bao kẻ mê trai, tôi túm lấy ngay tịnh Mỹ, chạy như bay đến cửa xe. Hu ra, cuối cùng cũng đá cách xa không khí nặng mùi trong xe rồi, sảng khoái quá. Hít thở không khí tươi mới, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Có muốn tạo nên kỷ lục huy hoàng 100 không? Tịnh Mỹ đột ngột dừng bước, mỉm cười nhìn tôi mũ mũ nếu không phải từ nhỏ đến lớn đã lĩnh giáo được nụ cười, đáng yêu, của bạn mình, e rằng tôi còn ngỡ nó sắp phát kẹo cho tôi nữa kìa. Cậu muốn làm gì? Tôi dè giặt hỏi Kim, Thuần, Hi. Mũ o mũ o gạch dưới o mũ khi từ miệng nó nhảy ra từng chữ từng chữ một tôi phát hiện ra đại não của mình không theo kịp bước chân rồi. Cậu, cậu có nhầm không đó? Cái loại đó, không thể. Cái loại kinh dị ấy lời tôi nói rất yếu ớt chúng ta có phải là thợ săn ác quỷ không đúng thợ săn ác quỷ có phải là chuyên đối phó với những tên xem thường nữ sinh chúng ta không đúng kim thuần hy có phải thuộc dạng xem thường nữ sinh không đúng mà không phải là xem thường không thôi nhớ đến những gì kinh khủng hắn đã làm với tôi hôm qua và cả vẻ lạnh băng cao ngạo từ đầu đến cuối của hắn đã khiến tôi hận đến mức muốn đánh một trận dấu lớn dấu lớn vậy chúng ta có nên đối phó với hắn đúng dấu lớn vậy là được rồi tương đương mũ mũ tương đương o gạch dưới o mũ hà tương đương mũ mũ ồ tại sao tịnh mỹ lúc nào cũng có lý thể nhỉ tôi thực không ngờ tôi thực không nghĩ ra chỗ nào sai cả nhưng cứ cảm thấy kỳ quặc thế nào ấy chắc tớ vẫn còn chọn lựa khác chứ tôi e dè nhìn tịnh mỹ đó là lời hẹn giữa chúng tôi thợ săn ác quỷ thực ra luôn là hai người, tôi là người thực hành, và tịnh Mỹ là quân sư. Tôi luôn làm theo kế hoạch đã được vạch sẵn, đó cũng là bí quyết thành công 99 lần trước của tôi, và người lên kế hoạch chẳng ai khác, chính là cô bạn Trương Tịnh Mỹ yếu ớt không chống nổi gió. Ai nhìn thấy cũng thương này. Tất nhiên, như trước đây thôi, rút thăm đi, mũ mũ Tịnh Mỹ lại còn chuẩn bị xong xuôi vương bài ác quỷ nữa chứ, tôi có cảm giác mình bị lừa gạt. Thôi mặc kệ rút thôi Bồ Tát ơi. Thượng Đế ơi. Chủ nhân của tôi ơi. Cứu cứu chúng con. Giúp con đừng để con rút chúng cái tên kinh khủng kia. Tôi nhắm chặt mắt rút ra một vương bài rồi trả cho tịnh Mỹ. Đợi tuyên án của nó. O Kim O Thuần no Hi. Tịnh Mỹ rút quân bài ra dựng ngay trước mặt tôi, ba chữ kim thuần hy trên đó gian tà như một cây cột sử bắn, A gạch dưới O mũ O gạch dưới U Ô Hà. Tôi không nén được hét lên một tiếng kinh hoàng. Thế nào tương đương? Không dám hả tương đương? Làm, làm gì có? Tớ có gì mà không dám chứ? Tại tớ không thích thôi. Thật là dám nói tôi không dám mà, tôi là Quách Tiễn Ni. Quách Tiễn Ni có kinh nghiệm yêu đương 99 lần thành công. Thợ săn Quách Tiễn Ni chuyên giúp người yếu chống lại kẻ mạnh. Hừ, vậy chắc chắn là thế đi nhé. Một tuần thế nào? một tuần làm được không một tuần có nhầm không vậy cậu nghĩ tớ là ai hả marilyn monroe hay là siêu sao hollywood cái lo ai ấy á sao thế được dấu lớn gạch dưới đừng làm vẻ mặt như sắp chết đến nơi có được không được thôi hai tuần hai tuần thấy thế nào cái tên tịnh mỹ này đúng là không làm thì không biết khổ mà tôi không nói nổi lời nào vì đã tức đến nỗi mất cả sức lực rồi vậy thì hai tuần tớ phải sắp xếp cái đã tịnh mỹ phớt lờ căn bản không để ý đến sắc mặt tái xanh của tôi đang nhăn nhó thảm hại một tháng tôi cắt ngang lời lẩm bẩm của nó vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc hơn ngữ khí cũng chưa bao giờ dứt khoát hơn o gạch dưới o một tháng cô nàng trợn mắt một tháng không mặc cả quyết không mặc cả, lần này tôi vô cùng cứng rắn. Được, chúng ta đến hạ chiến thư, tịnh Mỹ không hổ danh là tịnh Mỹ, của đó ân đến mức khiến tôi vô cùng khâm phục. Trường Nam, Đại Chiến Thư Hoàng Kim, Hành động thứ 100 của thợ săn ác quỷ, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Dấu lớn không 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 đại chiến thư hoàng kim hành động săn ác quỷ thứ 100 của thợ săn ác quỷ. Ác quỷ mục tiêu nhắm đến. Kim thuần hy số hiệu ác quỷ. 100 nguyên nhân hành động. Kim thuần hy quá tự cao, khinh thường nữ sinh. Kế hoạch hành động. Khi đã cơ đổ được, hẹn hò một lần rồi đá ngay không thương tiếc. Mục tiêu hành động. Khiến ác quỷ phải đau lòng khổ sở, tốt nhất là đau nát ruột gan, lĩnh ngộ sâu sắc nội hàm trong đau thương, rút dây thần kinh, khinh thường nữ sinh, ra khỏi ác quỷ, khiến hắn tỉnh ngộ bắt đầu nhận thức về nữ sinh, bắt đầu chấn chỉnh lại bản thân, dốc to ẩn bộ sức lực để đấu tranh cho nữ sinh, bảo vệ và duy trì địa vị của nữ sinh, giữ gìn sự tôn nghiêm và thiết lập uy quyền nữ sinh. Thời hạn theo đuổi, một tháng tuyên ngôn hành động, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cố lên, quách tiễn ni, quách tiễn ni, cố lên. Luật cấm của hành động. Nghiêm cấm thợ săn ác quỷ này sinh tình cảm thực sự với ác quỷ mục tiêu, nghiêm cấm đôi bên tiếp xúc quá thân mật trong quá trình quen nhau, ví dụ hôn nhau v. V, trường hợp bất khả kháng thì không tính, nhiều nhất là nắm tay và ôm nhau. Hậu quả khi thất bại, danh hiệu thợ săn ác quỷ của Quách Tiễn Ni sẽ bị hủy bỏ, lần hành động chinh phục ác quỷ thứ 100 sẽ trở thành hành động săn ác quỷ cuối cùng, chẳng những thành tích vất vả lắm mới có được bị hủy hoại mất mặt họ ân to ân, mà nếu ý chí không đủ kiên cường, còn có thể mắc bệnh, suy sụp tinh thần vì thất tình, và bệnh sợ yêu, nghiêm trọng, để lại vết thương tâm hồn vĩnh viễn suốt đời. Người giám sát hành động, trương tịnh mỹ người công chứng. Tất cả những người biết chuyện là ít, dấu lớn, không 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 chiếu thư vừa ra hành động cũng bắt buộc được triển khai, không thể trì hoãn. Đinh linh linh là tiếng chuông vào học, a à gạch dưới o ôi mẹ ơi, lúc này tôi mới nhớ ra chuyện đi học hôm nay, chỉ còn nước kéo tịnh Mỹ bắt đầu chạy về phía cổng trường. Chia tay tịnh Mỹ ở đầu cầu thang, nó cùng trường nhưng không cùng lớp với tôi. Tôi nhìn thấy đôi chân đứng ngay ở cửa lớp, đôi chân tròn vo mập u khó khăn nhét vào đôi giày cao gót màu đỏ, đôi giày cao gót đau khổ đến mức như lúc nào cũng muốn bùng nổ để được giải thoát trên giày còn vương chút bùn đất chút bụi mờ hai hạt cơm bẹp dí